Hôm nay chúng ta bắt đầu môn thống kê ứng dụng trong quản trị và nghiên cứu kinh tế. Thì môn học này chúng ta sẽ có 8 chương tất cả. Như các bạn thấy, chương thứ nhất là giới thiệu môn học, chương thứ hai là thu thập trình bày dữ liệu, chương thứ ba là các đặc trưng để đo độ tập trung và độ phân tán, chương thứ tư phân phối chuẩn, chương thứ năm phân phối mẫu, chương thứ sáu là ước lượng và kiểm định giả thuyết, chương thứ bảy phân tích phương sai, và cuối cùng chương thứ tám là tương quan và hồi quy. Thì các bạn biết là đặc điểm của môn học chúng ta đó, các bạn cần phải nắm vững lý thuyết để chúng ta làm được các cái bài tập, cho nên là tôi sẽ cố gắng giúp các bạn hệ thống lại phần lý thuyết và tôi sẽ tập trung giúp các bạn giải các cái bài tập. Hy vọng là các bạn đã đọc trước tài liệu của môn học. Thống kê là gì các bạn? Nói thống kê thì các bạn hình dung là hình dung đến các con số phải không? Các cái biểu đồ, các cái phương pháp xử lý dữ liệu. Thì người ta nói rằng thống kê nó là một cái khoa học bao gồm hệ thống các phương pháp. Đó là một quá trình từ việc thu thập, trình bày, tóm tắt dữ liệu đến các phương pháp phân tích và dự đoán. Mục tiêu là giúp các nhà quản lý ra được quyết định. Thì như vậy các bạn hình dung thống kê nó là một quá trình. Đầu vào đó là dữ liệu. Và với các phương pháp phân tích xử lý thì đầu ra chúng ta sẽ đưa ra được các cái quyết định. Chúng ta hiểu được bản chất và quy luật của cái vấn đề nghiên cứu, và đó là cơ sở để các nhà quản lý đưa ra các quyết định. Thì thống kê nó có hai phần. Phần thứ nhất mình gọi là thống kê mô tả. Thống kê mô tả thì như các bạn thấy, mô tả tức là các cái phương pháp thu thập, trình bày, và có thể chúng ta tính tính toán những cái khái niệm để mình đo cái độ tập trung, độ phân tán, người ta gọi là mô tả. Như các hình vẽ minh họa nè, chúng ta làm các cái điều tra, thu thập dữ liệu, chúng ta có thể trình bày bằng các cái biểu đồ, và chúng ta có thể mô tả cái đối tượng của mình bằng, ví dụ như bằng trung bình chẳng hạn, ví dụ như thu nhập trung bình trong một doanh nghiệp hay trong một xí nghiệp, thì cái đó người ta gọi là thống kê mô tả. Phần thứ hai mình gọi là thống kê suy diễn. Thì bạn hình dung là suy diễn tức là chúng ta sẽ dựa vào cái thông tin của cái mẫu để mình đưa ra cái kết luận cho cả cái tổng thể. Thì các bạn hình dung nè, cái hình này tức là thể hiện cái tổng thể của mình. Chúng ta muốn đưa ra kết luận về tổng thể, nhưng mà tất nhiên mình đâu có thông tin, đâu có điều tra cả tổng thể, mà mình chỉ có dựa trên cái mẫu thôi. Cái mẫu được tượng trưng bởi các cái ký hiệu màu đỏ này. Chúng ta chọn mẫu, từ cái thông tin của mẫu mình sẽ khái quát, mình đưa ra kết luận chung cho cả cái tổng thể này, thì người ta gọi như vậy là suy diễn. Các bạn thấy rõ nhất là trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng sản phẩm chẳng hạn, chúng ta lấy mẫu, chúng ta chọn mẫu sản phẩm, từ cái thông tin của cái mẫu sản phẩm đó mình đưa ra kết luận chung cho toàn bộ cái chất lượng của sản phẩm, toàn bộ chất lượng của toàn bộ lô hàng chẳng hạn. Thì như vậy gọi là thống kê suy diễn. Thì phần này các bạn có gì không rõ không? Các bạn có muốn đặt câu hỏi nào không? Như vậy mình đã nói với nhau phần khái niệm ha, các bạn phải hiểu cái khái niệm này và mình nắm vững. Bây giờ mình nói qua những cái khái niệm thường dùng ở trong thống kê. Khái niệm thứ nhất như mình vừa nói với nhau, tức là tổng thể và mẫu. Thì cái quan hệ duy nhất kiểu tổng thể với mẫu, các bạn thấy thông qua cái sơ đồ này, chúng ta từ cái tổng thể mình chọn ngẫu nhiên một số đơn vị làm mẫu, và từ thông tin của mẫu chúng ta sẽ kết luận cho tổng thể
bằng hai cái phương pháp rất căn bản, người ta gọi là ước lượng và kiểm định giả thuyết. Ước lượng và kiểm định giả thuyết thì tổng thể tức là cái phạm vi nghiên cứu mà chúng ta muốn đưa ra kết luận. Dù ta muốn nghiên cứu sinh viên của cả trường đại học mở chẳng hạn, hệ từ xa, ví dụ như vậy, thì cái đối tượng của mình tức là toàn bộ sinh viên đại học mở hệ từ xa. Thế nhưng mà tôi không thể nghiên cứu toàn bộ tổng thể đó mà tôi chỉ có thể chọn mẫu này, một số sinh viên của đại học mở hệ từ xa. Và từ cái thông tin đó tôi sẽ kết luận cho toàn bộ sinh viên hệ từ xa của đại học mở. Thì như vậy các bạn hiểu được thế nào gọi là tổng thể, thế nào gọi là mẫu. Mẫu nó là một phần của tổng thể, được chọn ngẫu nhiên từ tổng thể. Và từ cái thông tin của mẫu chúng ta sẽ đưa ra kết luận cho cả tổng thể. Và tổng thể tức là cái phạm vi nghiên cứu mà chúng ta muốn đưa ra kết luận. Cho nên các bạn phân biệt rõ thế nào là tổng thể, thế nào gọi là mẫu. Khái niệm thứ hai là biến. Biến tức là các cái đặc điểm của đơn vị tổng thể. Ví dụ như mình muốn mình nghiên cứu sinh viên chẳng hạn, thì các bạn thấy rằng mỗi người có nhiều cái đặc điểm khác nhau. Ví dụ như là đặc điểm về giới tính, đặc điểm về tuổi, về dân tộc, về nghề nghiệp. Thì những cái đặc điểm như vậy người ta gọi là biến. Biến được chia thành hai trường hợp, đó là biến định tính và biến định lượng. Biến định tính tức là cái biến mà nó thể hiện cái đặc điểm, tính chất, loại. Ví dụ như là giới tính, hay là tôn giáo, hay là nghề nghiệp, thì mình gọi là biến định tính. Biến định lượng tức là biến mà nó được thể hiện, được mô tả bằng con số. Ví dụ như tuổi thì là biến định lượng. Chiều cao, trọng lượng gọi là biến định lượng. Biến định lượng thì được chia thành hai trường hợp, đó là rời rạc và liên tục. Và các bạn thấy những cái ví dụ cụ thể này. Rời rạc tức là nó chỉ nhận những giá trị nguyên thôi, số người trong một hộ gia đình. Và biến liên tục tức là chiều cao, trọng lượng chẳng hạn, tức là có thể nhận những giá trị bất kỳ. Cái từ khái niệm biến thì chúng ta đi tới khái niệm dữ liệu. Dữ liệu đó là kết quả quan sát của các biến. Tất nhiên là cái giá trị của nó thay đổi từ đơn vị này qua đơn vị khác. Ví dụ như mỗi người thì có một tuổi khác nhau, có một nghề nghiệp khác nhau, thì cái tuổi của mỗi người, cái nghề nghiệp của mỗi người, và tập hợp tất cả các cái tuổi, các cái nghề nghiệp đó, người ta gọi là dữ liệu. Tất nhiên chúng ta có hai loại biến là biến định tính, biến định lượng, thì tương ứng như vậy chúng ta cũng có hai dữ liệu, hai loại dữ liệu, đó là dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng. Khái niệm cuối cùng là thang đo. Thang đo thì chúng ta có bốn loại thang đo: thang đo định danh, thang đo thứ bậc, thang đo khoảng, thang đo tỷ lệ. Bốn loại thang đo này được thể hiện thông qua, được mô tả thông qua cái sơ đồ như các bạn thấy. Thế bây giờ các bạn nhìn cái sơ đồ này đi. Các bạn quan sát sơ đồ này và các bạn có thể hình dung được, có thể mô tả được quan hệ giữa các cái loại thang đo này, nó khác nhau như thế nào. Thì trước hết là thang đo danh nghĩa. Thì cái dữ liệu nó không có thứ bậc hoặc là không được xếp hạng thì chúng ta gọi là thang đo danh nghĩa. Như các bạn thấy là dữ liệu có thứ bậc hoặc là được xếp hạng, mà nếu mà không có như vậy thì mình gọi là thang đo danh nghĩa, phải không? Ví dụ giới tính chẳng hạn, giới tính nó là một loại dữ liệu định tính, và chúng ta có thể mã hóa, có thể gán cho đó. Ví dụ như nam là số 1, nữ là số 0, nữ là số 0.
thì cái số 1, số 0 nó chỉ có ý nghĩa nó là cái tên thôi, tên. Ví dụ như nam là số 1, nữ là số 0, chứ nó không có giá trị đo lường. Không có nghĩa là nam gái số 1 thì có giá trị là cao hơn nữ, không phải như vậy. Mà đây chỉ là hai biểu hiện của giới tính, nam và nữ, được mã hóa là 1 và 0. Thì trong trường hợp này chúng ta gọi 1, 0 đó là thang đo danh nghĩa. Thì như vậy các bạn hiểu thang đo danh nghĩa là cái thang đo để thể hiện, để mô tả, để trình bày cho dữ liệu định tính, đó là biến định tính. Và khi mà cái dữ liệu nó được xếp hàng hoặc là nó có thứ bậc nhưng mà cái khoảng cách của nó không có bằng nhau thì chúng ta gọi là thang đo thứ bậc. Có nghĩa là thang đo thứ bậc là thang đo mà nó thể hiện cái thứ bậc, cái trật tự, cái sự hơn kém. Nói đến thứ bậc tức là nói đến sự hơn kém, nhưng mà mình không có biết được cụ thể sự hơn kém là bao nhiêu. Mặc dù chúng ta biết là có sự hơn kém nhưng mà không biết cụ thể nó là bao nhiêu, tức là khoảng cách nó có thể bằng nhau, có thể khác nhau, chúng ta không biết được, thì như vậy mình gọi là thứ bậc. Ví dụ như là cái thang để mà đánh giá về 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 sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm chẳng hạn, từ là rất không hài lòng cho đến rất hài lòng. Rất không hài lòng chúng ta mã hóa số 1, rồi không hài lòng mình mã hóa số 2, rồi trung bình tức là không có ý kiến, có thể là rất có thể là không hài lòng, có thể là hài lòng mà mã hóa số 3, hài lòng mã hóa số 4 và rất là hài lòng thì nó là số 5. Thì như vậy các bạn thấy rằng cái thang mà đánh giá ý kiến của khách hàng về chất lượng, về sự hài lòng của sản phẩm đó, thì mình gọi là thang đo thứ bậc. Và dữ liệu nó có thứ bậc hoặc được xếp hạng khoảng cách là bằng nhau thì có hai trường hợp. Một là số 0 nó có ý nghĩa hay là nó không có ý nghĩa. Nếu mà 0 mà không có ý nghĩa thì chúng ta gọi là thang đo khoảng, và nếu mà nó có ý nghĩa là thang đo tỷ lệ. Thì các bạn thấy rằng thang đo khoảng và tỷ lệ nó khác nhau ở cái tỷ số 0. Thì 0 là có hay là không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa có nghĩa là 0 nó mang tính chất là quy ước thôi. Bốn cái loại thang đo này về mặt ý nghĩa đó thì được xếp là từ thấp tới cao. Thang đo danh nghĩa là thấp nhất, rồi đến thứ bậc, khoảng, và cuối cùng là thang đo tỷ lệ. Các bạn có thể ôn lại các cái kiến thức về bốn loại thang đo này thông qua các cái câu hỏi như thế này. Giả sử đây là một cái bản câu hỏi trong một cái nghiên cứu về để thu thập dữ liệu về việc sử dụng nước giải khát của khách hàng. Câu hỏi số 1, ví dụ như anh, người ta hỏi là anh hay chị có thích uống Coca Cola hay không. Chúng ta có hai cái lựa chọn là có và không. Thì các bạn thích cái gì thì các bạn chọn cái đó, phải không? Nếu là thích uống Coca thì mình chọn Coca, và không thì mình chọn không. Thì các bạn suy nghĩ xem coi cái trong trường hợp này thì dữ liệu của mình là thuộc loại nào trong bốn cái thang đo như vậy. Là thang đo gì các bạn? Đây là thang đo có hoặc không, cũng tương tự như là hai cái biểu hiện về giới tính nam với nữ vậy. Đây là hai cái chọn lựa về sở thích, phải không? Như vậy các bạn thấy rằng dữ liệu ở trong trường hợp này đó là thang đo danh nghĩa. Câu hỏi thứ hai, xin vui lòng đánh dấu vào các nhãn hiệu nước giải khát mà anh hay chị thích uống, có thể chọn nhiều hơn một. Ở đây người ta đưa ra năm cái nhãn hiệu. Các bạn suy nghĩ xem coi trong trường hợp này thì dữ liệu của chúng ta thu thập được nó là thang đo gì. Thì rõ ràng trong trường hợp này các bạn thấy ở đây dữ liệu của mình vẫn là thang đo danh nghĩa, phải không? Danh nghĩa.
Bởi vì thực chất cái câu hỏi số 2 này nó cũng tương tự như câu hỏi số 1 vậy. Ở trên thì thay vì người ta chỉ hỏi một một loại là Coca-Cola, còn câu số 2 thì người ta hỏi đồng thời 5 loại à, Coca, Pepsi, Sprite, 7 Up, Dương Dương. Các bạn thích loại nào thì các bạn chọn. Cho nên là thực chất nó cũng chỉ là cái việc hỏi về sở thích thôi, nó cũng tương tự như câu số 1, nhưng mà ở đây người ta hỏi đồng thời 5 cái nhãn hiệu khác nhau. Cho nên trong trường hợp thứ hai này, thang đo vẫn là thang đo danh nghĩa. Hỏi số 3, thì các bạn hãy xếp hạng cái sự ưa thích của mình các nhãn hiệu này. Một là thích nhất và hai là mình thích kế tiếp, tức là cái sự ưa thích nó giảm dần. Ví dụ các bạn thích Chương Dương số 1 thì thích nhất thì các bạn xếp hạng Chương Dương là số 1. À, vâng. Với cái câu hỏi này như vậy thì các bạn thấy rằng dữ liệu là thuộc loại thang đo gì? Các bạn thấy xếp hạng nè phải không? Thì nó chính là thang đo thứ bậc. Thứ bậc tức là nó thể hiện cái sự hơn kém, cái trật tự, cái thứ bậc. Nhưng mà chúng ta không có biết được cụ thể cái sự hơn kém là bao nhiêu. Ví dụ các bạn thích Chương Dương là số 1, Coca là số 2. Thế nhưng mà cái sự chênh lệch đó như thế nào mà đâu có biết. Mình chỉ biết rằng là Chương Dương là mình thích nhất, là mình xếp số 1. Rồi kế tiếp, nó thích kế tiếp là Coca. Như vậy Chương Dương số 1, Coca số 2. Ví dụ như Pepsi số 3 chẳng hạn. Nhưng mà cái khác biệt nó như thế nào chúng ta không biết. Cái khác biệt tôi thích giữa Chương Dương và Coca, nó có giống như là cái khác biệt giữa Coca và Pepsi hay không? Chúng ta không có biết. Có nghĩa là cái khoảng cách của nó như thế nào mình không biết. Như vậy cái dữ liệu ở cái câu số 3 này nó chính là thang đo thứ bậc thể hiện sự hơn kém. Câu số 4, các bạn hãy cho biết sở thích dựa vào cái thang đánh giá. Ở đây các bạn thấy nè, số 1 là rất không ưa thích và nó thay đổi cho đến số 7. Số 7 tức là rất là ưa thích, tức là số 1 và số 7 là hai hai cái đầu của nó, hai cái cực của nó. Cái nhãn là thay đổi từ rất không ưa thích đến rất ưa thích. Thì thông qua cái thang đánh giá này các bạn có thể mô tả, có thể trình bày được cái sự ưa thích của các bạn về các cái nhãn hiệu này. Vậy thì các bạn suy nghĩ xem với cái thang này thì chúng ta, với cái thang đánh giá thế này thì cái thang đo của chúng ta là gì? Từ đó là hôm nay các bạn thấy rằng dữ liệu sẽ ở thang đo khoảng, phải không? Thang đo khoảng là tức là khi chúng ta trả lời thì khách hàng người ta hình dung là cái sự khác biệt chênh lệch giữa các con số này là nó bằng nhau. À, cái khoảng cách này xem như nó bằng nhau. Với cái thang đánh giá này và trong thực tế người ta hay dùng. Đây chính là một loại thang đo khoảng. Và cuối cùng, câu hỏi cuối cùng. Hãy tưởng tượng một loại nước giải khát và theo các anh chị là ngon nhất. Tức là mình lấy cái loại này là cái tiêu chuẩn để chúng ta đánh giá. Dựa vào đó hãy cho điểm các nhãn hiệu nước giải khát sau đây, tăng điểm từ 0 đến 100. Nghĩa là cái loại mà lý tưởng này ngon nhất này mình cho nó là 100 điểm chẳng hạn. Ví dụ như các anh chị hình dung như vậy. Và Coca chẳng hạn mình cho rằng là nó chỉ khoảng là bằng phân nửa cái loại nước ngon nhất thôi. Theo đánh giá của chúng ta. Thì như vậy Coca các anh chị sẽ cho 50 điểm. Phải không? Chẳng hạn Pepsi chẳng hạn, Pepsi chúng ta cho rằng nó khoảng 3 phần 4 chẳng hạn. Tức là nếu mà ngon nhất mình cho 100 điểm thì khoảng 3 phần 4 thì Pepsi các anh chị sẽ cho 75 điểm. Ví dụ như vậy. Thì như vậy các bạn thấy rằng đây nó có một cái mốc so sánh. Người ta gọi là số zero, nó có nghĩa. À, thì như vậy
Ở cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ có cái dữ liệu với cái thang đo là thang đo tỷ lệ. Thang đo tỷ lệ. Thì như vậy thang đo các bạn thấy nó thay đổi từ cái thấp nhất đến cái cao nhất. Và thang đo danh nghĩa, thang đo thứ bậc là được dùng cho các cái biến định tính. Cái dữ liệu chúng ta trong trường hợp này mình gọi là dữ liệu định tính. Còn thang đo khoảng, thang đo tỷ lệ được dùng cho các biến định lượng. Và dữ liệu trong trường hợp này chúng ta gọi là dữ liệu định lượng. Thì vậy chúng ta chấm dứt phần mở đầu, phần giới thiệu. Như vậy trong phần chương mở đầu này các bạn nắm vững các cái khái niệm về mặt lý thuyết. Thế nào là thống kê? Thống kê nó có hai lĩnh vực, đó là thống kê mô tả, thống kê suy diễn. Chúng ta còn những cái khái niệm tổng thể, mẫu. Biến, dữ liệu, thang đo. Thang đo thì có bốn loại, đó là thang đo danh nghĩa, thang đo thứ bậc, thang đo khoảng, thang đo tỷ lệ.